Đối với các pháp tương ưng với trí nhất thiết trí hoặc trí kiến như thật, thông đạt tất cả tướng rồi nên nhiếp thọ. Này thiện hiện Đại Bồ Tát, đối với thánh pháp tỳ nại gia này nên học bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật nói thánh pháp tỳ nại gia, vậy thì những gì gọi là thánh pháp tỳ nại gia? Phật dạy: Này thiện hiện, hoặc chư Thanh Văn, hoặc chư Độc Giác, hoặc chư Đại Bồ Tát, hoặc chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tất cả các vị ấy đều cùng tham dục sân nhuế ngu si, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với thân kiến giới cấm thủ nghi, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với dục tham sân nhuế, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, mạn, vô minh, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với sơ thiền, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với tứ vô lượng, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với bi hỷ xả vô lượng, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với định không vô biên xứ, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với bốn niệm trụ, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với thánh đế khổ, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với pháp môn giải thoát không, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với tám giải thoát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với năm loại mắt, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với sáu phép thần thông, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với bố thí ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với pháp không nội, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với chân như, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với bậc cực hỷ, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với tất cả pháp môn đà la ni, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với mười lực Phật, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan,
đều cùng với đại từ chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với đại bi, đại hỷ, đại xả, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với pháp không quên mất, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với tánh luôn luôn xả, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với trí nhất thiết, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với cảnh giới hữu vi, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, đều cùng với cảnh giới vô vi, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan. Này thiện hiện, những pháp ấy gọi là thánh pháp tỷ nại gia, vì vậy gọi là thánh pháp tỷ nại gia. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp này không sắc, không thấy, không đối nhất tướng gọi là vô tướng, các vị thánh ấy như thật hiện thấy. Này thiện hiện, không sắc, cùng không sắc, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan, không thấy cùng với không thấy, không đối cùng với không đối, nhất tướng cùng với nhất tướng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng hợp chẳng tan. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, không sắc không thấy, không đối nhất tướng, vô tướng này thường nên tu học, học rồi chẳng thủ đắc tướng của tất cả pháp. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nên học tướng của sắc, cũng nên học tướng của thọ tưởng hành thức chăng? Nên học tướng của nhãn xứ, cũng nên học tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chăng? Nên học tướng của sắc xứ, cũng nên học tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ chăng? Nên học tướng của nhãn giới, cũng nên học tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chăng? Nên học tướng của sắc giới, cũng nên học tướng của thanh hương vị xúc pháp giới chăng? Nên học tướng của nhãn thức giới, cũng nên học tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chăng? Nên học tướng của nhãn xúc, cũng nên học tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chăng? Nên học tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng nên học tướng của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Nên học tướng của địa giới, cũng nên học tướng của thủy hỏa phong không thức giới chăng? Nên học tướng của vô minh, cũng nên học tướng của hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não chăng? Nên học tướng của bố thí ba la mật đa, cũng nên học tướng của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chăng? Nên học tướng của pháp không nội, cũng nên học tướng của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chăng? Nên học tướng của chân như, cũng nên học tướng của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ chăng? Nên học tướng của sơ thiền, cũng nên học tướng của đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền chăng? Nên học tướng của từ vô lượng, cũng nên học tướng của bi hỷ xả vô lượng chăng? Nên học tướng của không vô biên xứ, cũng nên học tướng của thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ chăng? Nên học tướng của bốn niệm trụ, cũng nên học tướng của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chăng? Nên học tướng của pháp môn giải thoát không, cũng nên học tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chăng? Nên học tướng của thánh đế khổ, cũng nên học tướng của thánh đế tập diệt đạo chăng? Nên học tướng của tám giải thoát, cũng nên học tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chăng? Nên học tướng của năm loại mắt, cũng nên học tướng của sáu phép thần thông chăng? Nên học tướng của tất cả pháp môn tam ma địa, cũng nên học tướng của tất cả pháp môn đà la ni chăng? Nên học tướng của bậc cực hỷ, cũng nên học tướng của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chăng? Nên học tướng của mười lực Phật, cũng nên học tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chăng? Nên học tướng của đại từ, cũng nên học tướng của đại bi, đại hỷ, đại xả chăng? Nên học tướng của pháp không quên mất, cũng nên học tướng của tánh luôn luôn xả chăng? Nên học tướng
của trí nhất thiết, cũng nên học tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chăng? Nên học tướng của quả dự lưu, cũng nên học tướng của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác chăng? Nên học tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát, cũng nên học tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chăng? Nên học tướng của sự biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, cũng nên học tướng của việc quán duyên khởi theo chiều thuận nghịch chăng? Nên học tướng của tất cả bậc thánh, cũng nên học tướng của tất cả thánh pháp chăng? Nên học tướng của cảnh giới hữu vi, cũng nên học tướng của cảnh giới vô vi chăng? Bạch Thế Tôn: Nếu Đại Bồ Tát chẳng học các pháp tướng như thế, thì cũng chẳng nên học các hành tướng. Các Đại Bồ Tát, đối với các pháp tướng và các hành tướng đã chẳng có thể học, thì làm sao có thể vượt tất cả các bậc thanh văn và độc giác? Nếu chẳng có thể vượt tất cả các bậc thanh văn và độc giác, thì làm sao có thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Nếu chẳng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Nếu chẳng có thể đắc trí nhất thiết trí, thì làm sao có thể chuyển bánh xe chánh pháp? Nếu chẳng có thể chuyển bánh xe chánh pháp, thì làm sao có thể dùng pháp thanh văn thừa, hoặc pháp độc giác thừa, hoặc pháp vô thượng thừa, mà an lập hữu tình khiến giải thoát vô biên các khổ sanh tử? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu tất cả pháp thật có tướng thì các đại Bồ Tát nên học. Vì tất cả pháp thật chẳng phải có tướng, không sắc, không thấy, không đối nhất tướng, đó là vô tướng. Vì vậy Đại Bồ Tát chẳng học pháp hữu tướng, cũng lại chẳng học pháp vô tướng. Vì sao? Này thiện hiện, vì Như Lai xuất thế hoặc chẳng xuất thế, thì pháp giới vẫn thường trụ, các pháp nhất tướng, đó là vô tướng. Vô tướng như thế, đã chẳng phải hữu tướng, cũng chẳng phải vô tướng. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều chẳng phải hữu tướng, cũng chẳng phải vô tướng, nên chẳng phải nhất tướng, cũng chẳng phải dị tướng, thế thì làm sao Đại Bồ Tát có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Nếu chẳng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì làm sao có thể vượt tất cả bậc thanh văn và độc giác? Nếu chẳng có thể vượt tất cả bậc thanh văn và độc giác, thì làm sao có thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Nếu chẳng có thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thì làm sao có thể vượt vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát? Nếu chẳng vượt vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, thì làm sao có thể phát thần thông của Bồ Tát? Nếu chẳng có thể phát thần thông của Bồ Tát, thì làm sao có thể thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật? Nếu chẳng có thể thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Nếu chẳng có thể đắc trí nhất thiết trí, thì làm sao có thể chuyển bánh xe chánh pháp? Nếu chẳng có thể chuyển bánh xe chánh pháp, thì đáng lẽ chẳng có thể an lập hữu tình khiến đắc quả dự lưu, quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Cũng đáng lẽ chẳng có thể an lập hữu tình khiến đắc quả vị độc giác. Cũng đáng lẽ chẳng có thể an lập hữu tình khiến đắc quả vị giác ngộ cao tột. Cũng đáng lẽ chẳng an lập hữu tình khiến an trụ tánh bố thí làm việc phước, hoặc an trụ tính trì giới làm việc phước, hoặc an trụ tính tu làm việc phước, sẽ hưởng được giàu có an vui tự tại ở cõi trời người. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, tất cả pháp chẳng phải hữu tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải nhất tướng, chẳng phải dị tướng. Nếu Đại Bồ Tát biết tất cả pháp hoặc hữu tướng, hoặc vô tướng, hoặc nhất tướng, hoặc dị tướng, đều đồng một tướng, thì đó là vô tướng. Tu vô tướng này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao Đại Bồ Tát tu vô tướng này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả tất cả pháp là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả tất cả pháp là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả sắc, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả thọ tưởng hành thức, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả nhãn xứ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả sắc xứ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả nhãn giới cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả nhi tý thiệt thân ý giới cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả sắc giới cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả thanh hương vị xúc pháp giới cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả nhãn thức giới cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả nhãn xúc cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả địa giới cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả thủy hỏa phong không thức giới cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả nhân duyên cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả vô minh cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả a dụ ha niết dụ ha cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả quán bất tịnh cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả sơ thiền cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả từ vô lượng cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả bi hỷ xả vô lượng cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả định không vô biên xứ cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả tùy niệm Phật cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm thiên, tùy niệm hữu phương tiện, tùy niệm vô phương tiện, tùy niệm tịch tịnh, tùy niệm trì nhập xuất tức cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả tưởng vô thường cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả tưởng khổ vô thường, tưởng khổ vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng yểm thực, tưởng tất cả thế gian chẳng vui, tưởng chết, tưởng đoạn, tưởng ly, tưởng diệt cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả tưởng ngã cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả tưởng hữu tình, tưởng dòng sinh mạng, tưởng sự dưỡng dục, tưởng sự trưởng thành, tưởng chủ thể luân hồi, tưởng ý sanh, tưởng nho đồng, tưởng khả năng làm việc, tưởng khả năng khiến người làm việc, tưởng khả năng tự thọ quả báo, tưởng khả năng khiến người thọ quả báo, tưởng cái biết, tưởng khiến người biết, tưởng cái thấy, tưởng khiến người thấy cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả tưởng thường chẳng phải thường cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả tưởng lạc chẳng phải lạc, tưởng ngã chẳng phải ngã, tưởng tịnh chẳng phải tịnh, tưởng viễn ly chẳng phải viễn ly, tưởng tịch tịnh chẳng phải tịch tịnh, cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả bốn niệm trụ cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng xả sự tu này, là tu bát nhã ba la mật đa.
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả pháp môn giải thoát không, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả tám giải thoát, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả tam ma địa có tầm có từ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả tam ma địa không tầm chỉ có từ, tam ma địa không tầm không từ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả thánh đế khổ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả thánh đế tập diệt đạo, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả khổ trí, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô thượng trí, pháp trí, loại trí, thế tục trí, tha tâm trí, như thật trí, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả bố thí ba la mật đa, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả pháp không nội, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả bậc cực hỷ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả năm loại mắt, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả sáu phép thần thông, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả mười lực Phật, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả đại từ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả pháp không quên mất, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả tánh luôn luôn xả, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả tất cả pháp môn tam ma địa, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả trí nhất thiết, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả quả dự lưu, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả quả nhất lai bất hoàn A La Hán, quả vị độc giác, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả tất cả hạnh Đại Bồ Tát, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả trí nhất thiết trí, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục,
cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả cảnh giới hữu vi, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả cảnh giới vô vi, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, tại sao Đại Bồ Tát tu xả sắc cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Tu xả thọ tưởng hành thức cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có sắc, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có thọ tưởng hành thức, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả sắc, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả thọ tưởng hành thức, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả nhãn xứ cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Tu xả nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có nhãn xứ, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả nhãn xứ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả sắc xứ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Tu xả thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có sắc xứ, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có thanh hương vị xúc pháp xứ, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả sắc xứ cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả thanh hương vị xúc pháp xứ cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả nhãn giới cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Tu xả nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có nhãn giới, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả nhãn giới cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả sắc giới cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Tu xả thanh hương vị xúc pháp giới cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có sắc giới, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có thanh hương vị xúc pháp giới, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả sắc giới, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả thanh hương vị xúc pháp giới, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả nhãn thức giới, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới
Cũng giả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Này thiện hiện Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có nhãn thức giới, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả nhãn thức giới, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả nhãn xúc? Cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có nhãn xúc, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả nhãn xúc, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả địa giới, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả thủy hỏa phong không thức giới, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có địa giới, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có thủy hỏa phong không thức giới, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả địa giới, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả thủy hỏa phong không thức giới, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả nhân duyên, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có nhân duyên, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả nhân duyên, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu xả đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 370.